Nói như anh Trí thì đường giữa chúng ta là trở về cái vị tướng mà tại website là những cái khán giả của Gam họ chỉ không muốn Gam chọn thôi. Tristana. Và nhiều huấn luyện viên IG cũng hay hỏi là cái chân nào nhảy thì không biết là tại vì cái meta này mà thấy rằng Tristana xuất hiện khu vực đường giữa khi mà được dồn tài nguyên thì cái lượng sát thương, cái khả năng farm, cái khả năng phá công trình nó rất là nhanh. Thì đây cũng là một vị tướng mà rất là dễ dàng để vận hành đội hình đến từ phía của Gam khi mà cái cách chơi khu vực trên thì chống chịu cho Kiaya là một sự lựa chọn rất là căn bản và dễ dàng vận hành. Thì để cho xem khu vực đường giữa có phải là một tướng mà đã từng là một cái nỗi ám ảnh hình cho khán giả của Gam hay không? Chắc cũng sẽ không có một cái phần trăm quá cao. Tại vì khi mà bạn chọn Tristana ở khu vực đường giữa thì sẽ đòi hỏi cái gì đó, chính là đòi hỏi Levi chọn là rừng support dành cho con Tristana, như kiểu là Seju, như kiểu là Maokai hay thậm chí là Ivern. Cho nên để cho Levi phát triển tốt nhất ở trong vai trò địa rừng của mình với chất tướng hình hiện tại thì sẽ nên là vị tướng như kiểu Yone chẳng hạn, hay thậm chí bản thân Imo hoàn toàn có thể hy sinh đánh những vị tướng sẽ thuộc vật lý mà theo kiểu là chống chịu khu vực giữa cũng được. Chúng ta sẽ cùng đến với giai đoạn cấm và chọn nào. Bây giờ câu trả lời sẽ có ngay sau đây thôi. Chúng ta chém gió cũng hơi nhiều rồi, nhưng nhỡ game thủ họ lại thích những vị tướng đó thì huấn luyện viên cũng sẽ phải ưu tiên cho họ. Rồi Gam bây giờ thì họ sẽ cấm đi đó là con bài Yone cùng với cả Rell. Quyết định cấm tiếp theo là Talia, một vị tướng mà Meliodas đã chơi khá là tốt trong ngày thi đấu hôm qua. Và sau đó giờ họ cấm đi Ashe và cả Rumble nữa, để xem vị tướng cuối cùng họ cấm sẽ là vị tướng nào đây. Tướng cuối cùng mà Seros đang suy nghĩ có thể tôi nghe cấm rừng cũng được, cũng là sự lựa chọn cũng đang khá là mạnh ở khu vực rừng, nhưng mà rừng bây giờ cấm như kiểu Lilia hay Kathed nữa cũng không phải là một sự lựa chọn ưu tiên. Họ cấm Senna khu vực đường dưới, như vậy là không cho kiểu vận hành là Senna nó lớn hoặc Senna Kaken khu vực đường dưới. Skarner, một lựa chọn ở khu vực đường trên đang rất là mạnh ở thời điểm hiện tại và ngay lập tức được bên phía của Gam tước đoạt và được trao cho Kia ngay lập tức. Còn trong khi bên phía Seros thì Bull, thật ra anh ta, tôi nghĩ cái bể tướng của anh ta không sợ con Skarner này nha. Bull là một người chơi đường trên mà có một cái bộ tướng hoàn toàn có thể đấu với những vị tướng chống chịu rất là tốt, như kiểu là Olaf, như kiểu là Illui, để xem bên phía của Seros có muốn vận hành điều đó hay không. Nhưng hiện tại họ đang nhá vào Kalista, có thể làm Rota Colosso đi trước. Rồi, đó là Kalista chăng đây. Và nếu như bên phía Game Sport họ lấy con Skarner này, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến combo 16 nút của anh Khánh. Và bây giờ Subrut họ quyết định là lấy Corki hay chăng và để cho đối phương có Tristana. Và nếu lấy con Corki này thì cặp đôi Tristana cùng với cả Kathed có thể sẽ được xuất hiện hay chăng đây. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi, bởi vì rõ ràng là bên phía của Gam họ đã có tanker rồi. Nếu như là Tristana thì nhiều khả năng sẽ là đi chung với lại Lilia nhiều hơn dành cho bên phía của Gam. Nhưng hiện tại thì Tristana cộng với Raven được chọn dành cho bên phía của Gam rồi. Khá tự tin đến tình phía của Gam nhà họ khóa là hai xạ thủ được xem là khỏe hơn một xíu so với đối phương ở khu vực đường. Raven thì có sự nhỉnh hơn so với là Kalista khi mà những cấp độ đầu tiên bạn có được cái lượng sát thương. Trong khi đó Tristana với khả năng đẩy, nếu như bạn xử lý kỹ năng của mình tốt thì bạn không ngại có khi cấp độ đầu tiên đâu. Nhưng mà sự lựa chọn khu vực trên đến từ Bull chính là con Cosante. Như vậy là các khu vực đường đối đầu với nhau để lộ diện, cả hai bên đều cùng thiếu rất là rừng và hỗ trợ. Đây sẽ là giai đoạn mà bắt đầu suy nghĩ, tại vì nếu như Gam họ cắm hỗ trợ thì bên phía Seros sẽ được chọn hỗ trợ trước. Đây sẽ là một cái lợi thế rất là lớn cho Seros. Tôi đang thấy là đội hình cả hai team đều đang khá giống nhau về cái chất tướng. Top là tank, xạ thủ là những vị tướng theo thiên hướng là đánh phủ đầu đầu game. Rồi thì mid cũng là đều những vị tướng sát thương vật lý. Thì bây giờ là rừng thiên hướng AP và hỗ trợ mở có thể sẽ là cả những vị tướng của cả hai team đều sẽ ưu tiên. Để xem có thể là Seju Ani dành cho Levi hay không, tại vì thời điểm này chọn Seju kết hợp với lại Tristana và khu vực đường dưới là một con Raven cũng khá là đẹp dành cho bên phía của Gam. Sẽ hơi thiếu một chút về mặt sức mạnh pháp thuật, nhưng cái khả năng gây sát thương ở trong khoảng thời gian về sau đến từ bên phía của Gam vẫn sẽ được đảm bảo, và đặc biệt là Gam sẽ đánh theo hướng là cánh nhiều hơn khi mà có được con Tristana ở trong đội hình của mình. Nếu mà Gam thì họ cấm hỗ trợ thì họ sẽ bị một cái, chính là đối phương sẽ được chọn hỗ trợ trước. Bây giờ thì sự lựa chọn hỗ trợ kết hợp với lại con Kalista thì nó vẫn còn Nautilus và Rell là hai sự lựa chọn có thể chọn dành cho anh phía của Seros. Đây là những sự lựa chọn tôi nghĩ là khá ổn, trong khi đó thì Seros cũng rất là ngại vì tướng Kathed này buộc lòng phải cắm đi mà thôi. Như vậy là họ cắm hai rừng, nhưng vì tướng rừng có khả năng mở để kết hợp với lại con Skarner với Maokai khả năng mở, còn Kathed làm được sát thương phép cộng thêm vào thì để chờ xem. Đang suy nghĩ rất là nhiều đến từ Gam, sự lựa chọn cắm cuối cùng sẽ là cái gì đây, và để xem Gam họ sẽ cấm vị tướng nào đây. Thực ra tôi nghĩ là Leona là vị tướng mà lựa chọn trước ở đường dưới, nó rất mạnh ở meta này. Tỷ lệ thắng của Leona nó rơi vào tầm 50 mấy phần trăm cơ, rồi được đánh giá là vị tướng Tyrus
tier S cộng ở đường dưới này. Còn quyết định cấm đi đó là Nearly là hợp lý, bởi vì rõ ràng là Levi chơi vị tướng này nó không phù hợp như Levi đã chia sẻ trên livestream rồi. Thì Sabertooth bây giờ họ sẽ lấy vị tướng ở đây. Lilia có là vị tướng đang được đánh giá rất mạnh trong vai trò đi rừng, thì không biết là team nào muốn lấy. Tôi đang nghĩ rằng Ga muốn chọn rừng chống chịu đó. Tại vì khi mà họ cấm Nearly cũng như là họ chống những cái tình huống mà đối phương sẽ có khả năng cướp rừng và dọn rừng nhanh, thì họ sẽ quýnh đánh rừng chống chịu để phần ngoài đó là cái khả năng dọn rừng chậm, nhưng mà tiếng tình huống di chuyển hỗ trợ nó sẽ mang tính đột biến và hiệu quả hơn. Còn nếu mà thiên về rừng theo kiểu là sức mạnh phép thuật thì sẽ còn hai con tướng bao gồm là Brand lẫn Lilia. Và lập tức Brand đang được nhá dành cho bên phía của Levi. Tôi nghĩ nhiều khả năng sẽ là Brand mà thôi, tại vì ít nhất là con Brand sẽ có những cái bộ chiêu để có thể mở nhất định, nó vận hành khác một chút so với con Lilia. Con Lilia thì sẽ đánh rất phụ thuộc vào tốc biến, và con tướng đó lại là con tướng theo kiểu là cần đồng đội làm trước thì nó mới lao vào sau. Và quyết định từ bên phía Gam là Brand kết hợp với Bobby. Bobby nhiều khả năng là đi ở khu vực đường dưới đối đầu với lại con Nautilus phía bên kia, sẽ là một cái sự lựa chọn nó mang tính chất khắc chế là nhiều hơn cái Bobby đi đường khu vực đường dưới hỗ trợ, không phải là một sự lựa chọn quá mạnh. Nhưng nếu đến những tình huống sâu thì bạn sẽ có được cái khả năng là bật cho mình không thể lay chuyển lên, chặn Nautilus lao vào, chặn luôn cả những tình huống mà thoát đi đến từ một con Kalista hoặc là có Ki chẳng hạn. Còn khu vực đường dưới, tôi nghĩ rằng nếu như mà xuống khu vực đường dưới mà gọi là làm tốt thì cái sức sát thương đến từ con Lilia, Kalista và Nautilus nó vẫn sẽ nhỉnh hơn một xíu với khả năng phối hợp so với là Brand, Bobby và thêm cái là con Raven. Tôi đánh giá rất cao con Poppy này nha. Con Poppy đang là một con tướng cực kỳ mạnh ở trong chế độ xếp hạng đơn, và nó có thể khắc chế được một phần nào đó sức mạnh đến từ con bài Nautilus kia. Thì để xem Poppy trong tay của Elio có phải là cái chìa khóa giúp cho Gam giành chiến thắng hay không. Nhưng bốn vị trí còn lại chúng ta thấy một điểm là kết cấu của nó, cái chất tướng của nó là hoàn toàn tương đồng với nhau, và để xem đội nào sẽ vận hành tốt hơn. Chúng ta hãy cùng đến ván đầu tiên giữa Gam và Severus với hai bình luận chúng ta. Cảm ơn bạn phân tích và chào mừng các bạn đã đến với trận đấu thứ hai trong ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa thần khuyển ba đầu Sabre Esports và đương kim vô địch Gam Esports. Vâng, và đội hình của cả hai bên thì đã được lựa chọn với một ý đồ chiến thuật hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều đánh sát thương phép trong khu vực rừng, cả hai đều đánh chống chịu ở trong vai trò đường trên cũng như hỗ trợ, và cả hai đều đánh đội hình hai xạ thủ. Và yêu cầu cho đội hình hai xạ thủ của họ đều phải là một dọn đi đường an toàn, và sau đó thì kiểm soát các mục tiêu lớn dựa trên lợi thế đi đường. Để vận hành được meta này thì bên phía của Gam Esports và Sabre Esports cũng đã nghiên cứu rất kỹ về những con tướng rừng phép thuật. Nhưng có thể nói đây là một cái meta rất ủng hộ cho Levi khi những vị tướng tụ của anh ta là Lilia, là Karthus, thậm chí là Brand có thể được mang lại sử dụng nếu như anh ta có thể đánh một vị tướng khác khi không hưởng lợi ở cái đuốc lửa đen một chút xíu, là Savannah cũng được, vẫn có thể suy nghĩ tới những vị tướng này. Ngoài ra thì có thể sẽ có thêm một con Zyra đi rừng nữa nếu như mà các tuyển thủ ở tại khu VSET có muốn mở rộng bể tướng AP ở trong khu vực rừng chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu đầu tiên của Gam Esports ở tại mùa giải này. Đối thủ của họ sẽ là thân khuyển ba đầu Sabre Esports. Cả hai đội đều có những bước di chuyển rồi, và không biết là sẽ có những sự đột biến nào đến từ hai đội hay không, ai sẽ là người tiến sang đường đối phương để có thể tạo sự đột biến. Nhưng tôi nghĩ cả hai đội sẽ ngừng lại ở việc đó là cấm những con mắt có khả năng là phòng ngự. Cả hai cho thấy cái khả năng tiếp cận meta của họ cũng là rất tốt. Đội hình thực sự là rất chuẩn meta đến từ cả hai bên, với những chất tướng chống trị đường trên hot nhất đó là Sante, đó là Skarner. Ở khu vực đường giữa thì đó là kẻ đấu giữa Tristana cầm sẵn sàng tấn công đối đầu cùng với Corki bước chân thần tốc. Những thứ thực sự đang xuất hiện rất nhiều tại các giải đấu như là LPL hay LCK ở những trận đấu vừa qua. Sẽ là một giai đoạn đi đường mà cả hai bên sẽ cần phải đánh trì trạc, đặc biệt là khu vực đường giữa, khi mà sự đối đầu giữa Corki cùng với Tristana đã được xuất hiện rất là nhiều rồi. Sabre Esports đang cử 4 người đi chung với nhau tiến sâu vào phần rừng đối phương. Tuy nhiên đã có một con mắt mở bên phía Gam Esports phát hiện ra con mắt của Sabre cắm vào. Vâng, và như vậy thì có vẻ là Sabre Esports họ sẽ là những người muốn đổi vòng rừng. Ở cấp độ 1 thì Meliodas sẽ là người di chuyển sang cướp phần rừng bùa đỏ của Gam Esports. Ở phần ngược lại thì Levi cũng sẽ có những động thái tương tự. Và có vẻ như Meliodas sẽ không chỉ dừng lại ở việc cướp đi bãi chim, mà anh ta sẽ ăn luôn phần rừng cánh dưới của đối phương để tạo áp lực xuống khu vực đường dưới, một trong số những khu vực đường có điều kiện thắng vô cùng quan trọng của cả hai bên. Và vừa rồi thì Tahi là người đã bật máy quét, kiểm soát thành công bụi cỏ trạc 3 để giúp cho xạ thủ của anh ta là Slowzy có thể về đường dưới một cách an toàn. Đây là một quay lính khá là lỗ dành cho Slowzy khi anh ta đang di chuyển xuống, không biết là hết kịp kinh nghiệm của ba con lính hay không. Tuy nhiên bên phía của Gamesot, cặp đôi Elio cùng với Izilup đã có những bước kiểm soát vô cùng độc đáo. Và với lợi thế chất tướng ở cấp độ 1 thì thực ra nó cho Sabre Esports họ có khả năng làm điều đó. Và nếu làm được điều đó thì họ lại có được cái lợi thế cánh dưới nó tốt hơn so với bên phía Gam Esports. Bởi vì chúng ta nói về đội hình hai xạ thủ thì lợi thế cho hai xạ thủ bao nhiêu, nó sẽ là lợi thế cho bạn bấy nhiêu. Và rõ ràng là hai xạ thủ đều ở cánh dưới bản đồ.
thì Meliodas đang có được cái áp lực xuống cánh giữa bản đồ tốt hơn với vòng rừng của mình, và anh ta đang có suy nghĩ gank luôn ở level 3. Hạc Long Lóc đã chính xác, đang muốn nhắm vào Easy Love hay chàng này. Elio bị giữ chân lại, bị găm rất nhiều tâm, nhưng Meliodas ăn rìu liên tục, bắt buộc phải lùi về, quay ngược trả sát thương. Easy Love anh ta biết rằng mình đang có lợi thế hơn ở cấp độ 2 và Slow G chỉ mới cấp độ 1 mà thôi. Cấp độ 2 đã có, thì những cái nhịp tấn công đã không còn nữa. Và có vẻ như sau một mùa du đấu tại kỳ MSI vừa rồi thì cái lối chơi Poppy mưa kiếm của Elio mà anh ta học được từ Zichu Esports nó đang thực sự có được áp lực đầu trận rất tốt cho bên phía Yoga Esports nha. Thực sự nếu như pha vừa rồi mà Meliodas đi bước thêm một bước nữa thôi, tôi nghĩ là Poppy của Elio hoàn toàn có thể dùng tốc biến của mình để ủi E làm choáng cấp độ 2 của anh ta với mưa kiếm và thiêu đốt. Thì đó có thể là một tình huống mà người chơi rừng của Cyber Esports sẽ có thể gặp nguy hiểm về mặt tính mạng. Và cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Cyber Esports thì họ di chuyển ra đường sau nên họ cũng chưa thực sự di chuyển vào đủ vị trí để có thể mở một cách thoải mái tới từ Tahahi. Và qua đó thì tình huống tấn công xuống cánh dưới của Meliodas chưa thực sự thành công. Ui, ôi, nhưng chúng ta vừa khen xong thì khu vực đường dưới ngay lập tức Elio nằm xuống. Và thậm chí là ta chưa kịp tốc biến nữa, màn chiến công đầu rơi vào tay Slow G. Đánh đi đánh lại Poppy mưa kiếm nhìn quanh quanh lại giống sách phép đến nơi rồi. Vừa khen xong, chưa kịp nhìn những diễn biến khu vực đường dưới thì ngay lập tức đã có chiến công đầu. Có lẽ sẽ là một tình huống mà anh ta bị thấp máu và dính một cú móc vào này của Tahi, rồi sau đó là giật giày vò. Một con Kalista mưa kiếm kết hợp với lượng sát thương và khả năng khống chế của Nautilus. Anh ta còn rất là nhiều máu nha. Nhưng mà anh ta nằm xuống cực kỳ nhanh sau nhịp đẩy thiêu đốt và anh ta không tốc biến đi, và để rồi anh ta thực sự là cũng không gặp nguy hiểm lắm nếu mà không tốc biến. Nhưng mà khi anh ta ở lại đứng dính một quỷ wow, đó là một pha dồn sát thương tốt tới từ Slow G, lại có đánh nhau. Khoan đã, đang có giao tranh, người dưới chân lại đó chính là Elio. Ta bắt buộc phải tốc biến đi, lần này kịp tốc biến rồi. Gói thuốc nổ được đặt lên người của ta thì tuy nhiên sẽ không có nguy hiểm gì dành cho hỗ trợ của Cyber Esports. Có lẽ tình huống trước đó thì Slow G ta nâng 2 điểm vào cú Q. Cho nên là một cú đâm lao và giật dây vào đủ sát thương để kết liễu Elio. Và anh ta sẽ hướng tới một Kalista chơi theo hệ sát lực với mưa kiếm. Điều đó giúp cho anh ta sẽ tối ưu hóa được những lượng sát thương cấu rỉ bằng những cú Q. Họ tự tin là lượng sát thương duy trì theo thời gian nó sẽ đến từ Lilia, đến từ cả Corki nữa. Và vì vậy cho phép Slowzy sẽ chơi theo thiên hướng sát lực ở khu vực đường dưới để gia tăng tối đa cái áp lực đi đường. Cũng may đó là tình huống lên bảng của Elio chứ không phải là Easy Love. Và Easy Love thì vẫn đang duy trì chỉ số farm. Ồ, lượng nội tại của anh ta cũng vẫn đang tiếp tục được tích tụ. Ở phiên bản hiện tại thì chúng ta đã bắt đầu có một chống chịu khu vực đường trên lên ngôi để có thể cân bằng so với cả Sante phía bên kia. Đó chính là Skarner, và trong kèo đối đầu này kia Gia đang không cho Bull bất kỳ một cơ hội nào để có thể yên bình hết những chỉ số lính. Nhưng ít nhất là Bull vẫn đang farm ngang bằng, nhưng lượng máu và năng lượng đã không ủng hộ anh ta một tí nào cả. Có lẽ sẽ sớm thôi, anh ta sẽ phải về nhà để dịch chuyển trở lại khu vực đường trên với lượng máu nó đầy đủ hơn. Và áp lực ở level 6 của một con Skarner là có nha. Chưa kể đợt lính tiếp theo nó sẽ có xu hướng đẩy cao tới từ Pool nữa. Thì yêu cầu một là anh ta sẽ phải về nhà, hai là anh ta sẽ cần phải có người phía sau để hỗ trợ thêm. Lúc này thì phía sau anh ta đang là Meliodas. Nhưng tôi nhìn về ngưỡng máu của Kiaya thì rõ ràng là anh ta có thể cần hai nếu như người chơi rừng của Cyber Esports có lên khu vực cánh trên. Còn ở cánh dưới bản đồ, vừa rồi là một pha giao tranh mà không có ma hạ gục. Khi mà Meliodas đã là người mất đi phép bổ trợ tốc biến, đổi lại với tốc biến của Elio, thì đường dưới Game Esports đang rất cần sự hỗ trợ của Levi, hoặc họ sẽ phải đánh an toàn mà thôi. Dường như họ đang muốn băng trụ khu vực trên. Chiều cuối giam cầm không chính xác người của Bull khi anh ta lùi về với bước chân chuẩn mảnh. Và đây sẽ là một tình huống tổ chức tấn công không thành công bởi Game Esports, và Bull sẽ tiếp tục hết được những cái đợt lính này. Anh ta vừa bị trượt đi một vài chỉ số farm, trong đó có chỉ số farm xe to với những áp lực mà Game Esports vừa tạo ra. Là một pha ghé thăm khu đường trên tới từ Levi cũng như Kiaya đã gồng trước một cú quy trước khi anh ta dùng cú chiêu cuối. Và điều đó đồng nghĩa việc là khi anh ta dùng chiêu cuối thì sẽ có một cú ném đá đi ra làm chậm đối phương, nhưng Pool khá tỉnh với một cú lướt e để thoát khỏi cú giam cầm của Kiaya và anh ta không gặp nguy hiểm về mặt tính mạng. Nhưng sau một khoảng gian như vậy thì anh ta bắt đầu có dấu hiệu bị đuối farm dần so với Kiaya. Sẽ là trao đổi mục tiêu khi mà Levi đã kiểm soát xong ba con sâu không đầu tiên. Meliodas cũng sẽ kiểm soát lại con rồng ở cánh dưới bản đồ khi mà cặp đôi dưới Slow G cùng với Tahi đang có lợi thế đẩy đường. Có lẽ sẽ phải chấp nhận câu chuyện là đổi mục tiêu mà thôi. Game Esports sẽ cần một khoảng thời gian nữa để Levi có thể có được cấp độ 6, lúc đó thì anh ta mới có áp lực để tiến xuống cánh dưới bản đồ. Và con rồng nguyên tố đầu tiên là một con rồng nguyên tố lửa. Nó sẽ giúp cho đình hai xạ thủ Game Esports, chính xác là Cyber Esports, sẽ có được lượng sát thương tốt hơn một chút ở đoạn giữa trận. Đặc biệt là trong một ván đấu mà Kalista của Slow G đang lên theo kiểu sát lực, thì lượng sát thương cộng thêm này cũng sẽ rất là đáng kể để anh ta có thể tiếp tục đi đường cùng với Easy Love phía bên kia. Nhưng Easy Love vẫn đang farm rất ổn, và anh ta là một ngòi bom nổ chậm trong đình bên phía Game Esports. Chỉ cần một pha mà Levi di chuyển xuống ganh thành công thôi, xả được lượng nội tại cho Easy Love, anh ta sẽ xanh được đường. Và dường như họ đang muốn làm điều đó khi Levi đang có một cái chuỗi vòng rừng hướng xuống phía khu vực đường dưới, và thậm chí là Imo cũng đã di chuyển trước trong cái tình huống anh ta đẩy.
và nhìn vào những cái chữ số pha mà khu vực đường giữa, Elio tạm thời đang làm tốt hơn và thậm chí là anh ta đang tích những số của lưỡi hái, có nghĩa là lượng kinh tế mà Imo làm được sẽ là vượt trội hơn so với Richard Quan ở phía bên kia rất là nhiều. Để xem lúc này thì Meliodas đang ở khu cánh trên với cấp độ 6 của Lilia, và để thực sự tấn công được cánh trên bên phía Gao Esports tôi nghĩ rằng sẽ không hề dễ dàng gì. Kiaya thì vẫn còn tốc biến, Imo cũng tương tự là như vậy, và sự cơ động đến từ Tristana cũng sẽ khiến cho một Lilia rất khó để có khả năng tiếp cận. Và tôi nghĩ là lúc này thì chắc là anh ta sẽ chỉ farm vòng rừng của mình trước khi di chuyển về nhà bổ sung trang bị mà thôi. Cũng như bên phía bên kia thì Levi cũng đang có cái vòng rừng ở khu cánh dưới rất là tốt để anh ta có được 60 chỉ số các vật rừng cấp độ 6 cũng đã có. Lúc này thì cả hai người chơi rừng đều đang ở khu vực cánh trên bản đồ, và cùng xem là liệu rằng hai hỗ trợ có ai muốn di chuyển lên cánh trên để tiếp tục giao tranh để tìm kiếm lợi thế đầu trận hay không. Có lẽ sẽ cần một hai quay lính nữa thì đường dưới của hai bên sẽ có những cái thiên hướng di chuyển khu vực đường trên, khi mà sâu hư không cũng đã sắp xuất hiện rồi. Hai bên đều đang rất mong muốn nhìn vào cái gói bom nổ chậm trên người Raven trong tay của Zealot khu vực đường giữa, tiếp tục đặt bọc thuốc súng lên người của Richard One, và Tahi đã lộ tầm nhìn. Elio cũng đứng sau để có thể cover cho Imo. Đường dưới thì vừa rồi là một pha ngắt bấm B về rất tốt tới từ Izilov với cái lốc xoáy tử vong, và điều đó khiến cho Slowzy bị chậm nhịp di chuyển về của anh ta. Có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng tới đợt lính phía sau mà xạ thủ Cyber Esports sẽ phải để mất đi một vài chỉ số pha. Điều đó đang giúp cho xạ thủ Gam Esports lúc này đang là người dẫn trước đâu đó khoảng chừng mười mấy chỉ số so với xạ thủ của Cyber Esports. Đó là một con Raven mặc dù không có lợi thế về mặt hạ gục, nhưng cái lượng nội tại hiện tại của Izilov là rất nhiều rồi. Và bất kỳ một lúc nào đó mà bên phía Gam Esports kích nổ được cái nội tại này dành cho xạ thủ của họ, đó chắc chắn sẽ là một điều kiện thắng được đảm bảo. Đang có những thiên hướng di chuyển của Tahi cùng với Meliodas đang hướng xuống vực đường dưới. Elio, anh ta di chuyển bật máy quét lên, móc một neo thành công. Và mục tiêu đang nhắm tới là Elio, anh ta đã tốc biến, đẩy xạ thủ đối phương vào tường. Sát thương đang dùng, định mệnh vậy gọi tốc biến đi thoát được của Slowzy. Anh ta đang tránh để nổ cú nội tại. Thủy lô tầm nhìn được tung ra, và nếu như nổ cú này thì Elio, đó chính là Izilov, anh ta tí nữa là nằm và cuối cùng nằm mất đi nội tài rồi. Meliodas khó rồi anh ơi, đang cố gắng chạy, Elio đẩy ngược về, Imo đang tới, mạng này cần nhường dành cho Levi hoặc là Imo. Elio tầm này ngừng tay đi, tiếp tục nhảy lên, đó chính là Imo, và anh ta đã có mà hạ gục. 1-2 với một tình huống trao đổi về mạng có lời dành cho bên phía Gai Sport, nhưng điều họ mất trong pha vừa rồi đó chính là một nửa nội tại của Izilov. Đó là một pha mà cái lượng sát thương của Izilov cùng với Elio chưa đủ sức để có thể hạ gục được Slowzy ngay lập tức. Họ bị thiếu đi cái lốc xoáy tử vong mà trước đó Izilov đã dùng để ngắt cú bấm B về của đối phương. Và khi không có lốc xoáy tử vong để có thể hành quyết đối phương trong pha này, thì Izilov lại là người phải nằm xuống với một pha xuất hiện của Meliodas, khúc du rừng thảm, thủy lôi tầm nhiệt đẩy vào. Và xạ thủ Gam Esports chính thức mất đi một nửa lượng nội tại mà anh ta tích từ đầu ván đấu đến bây giờ. Nhưng với sự di chuyển chủ động đến từ Imo, anh ta là người di chuyển xuống cánh dưới và hỗ trợ cho Levi trong việc phản ganh, và họ có được 2-3 hạ gục. Đó là một tình huống 4-3, mặc dù là Izilov đã mất đi nội tại, tuy nhiên bên phía Game Sport cũng đã có những hạ gục rất quan trọng rơi vào tay của Imo. Lợi thế của vùng địa tiếp tục được đẩy mạnh, cho nên sâu trên sẽ là quyền kiểm soát hoàn toàn cho Game Sport khi mà Kia cùng với Imo vẫn đang làm rất tốt trong nhiệm vụ của mình. Thôi thì thọt xạ thủ này còn xạ thủ kia, Izilov có thể không kích được nội tại, nhưng ít nhất anh ta vẫn còn đang farm được. Và xạ thủ thứ hai trong đội bên phía Gao Esports đó chính là Imo thì lại đang có được 2 mà hạ gục. Đây là một khởi đầu tốt, và họ đang có trực tiếp những lợi thế cánh trên với khả năng đi đường của Kiaya bằng Skarner, rồi đường giữa là một Imo có 2 mạng, thì Levi đã dễ dàng kiểm soát được tới 6 sâu hư không cho ván đấu này. Rất giàu đến từ Imo khi mà mốc dị thị quái đã được hoàn thành, và những cái điểm tích trên lưỡi hái cũng chỉ còn khoảng 3 quay lính nữa là anh ta cũng sẽ có thêm khoảng 300 vàng. Lượng kinh tế khu vực giữa đang chênh lệch khá là nhiều, nhưng chỉ số vàng vẫn đang nằm trong cái số chênh lệch tạm chấp nhận được dành cho Cyber Esports. Và là con số vẫn chưa gắt quá nhiều. Những con rồng tiếp theo, ai sẽ là người chủ động hơn đây? Ở tại con rồng nguyên tố tiếp theo thì những phép bổ trợ đến từ cả hai bên cũng sẽ bị thiếu hụt tương đối nhiều. Hiện tại thì Imo, Izilov và Elio đang không có phép bổ trợ tốc biến, trong khi đó phía bên kia thì Cyber Esports cũng bị thiếu tốc biến từ Meliodas, từ cả Slowzy và cả Tahi nữa. Thì đây có thể là một con rồng nguyên tố khá là nhiều biến số diễn ra. Lúc này thì Richard One đang là người di chuyển về để bổ sung lượng trang bị, và có lẽ anh ta sẽ cần cú dịch chuyển trở lại khu vực đường giữa nhanh thôi để giúp cho cái nhịp đẩy đường giữa của Cyber Esports được tiếp tục. Anh ta chỉ có được 2 mảnh thành phần của tam hợp kiếm vì anh ta bận lên một cái giày 2 sớm. Còn phía bên kia thì Imo đã có sớm luôn cho mình một cái móc diệt thủy quái rồi. Nửa dưới của Game Esports dường như họ đã mất đi những phép tốc biến rồi, nhưng ngược lại phía của Cyber Esports, Meliodas cũng không còn tốc biến nữa, và họ vừa có một pha giao tranh dịch thua ở đường dưới, cho nên là họ vẫn quyết định đánh dịch chuyển đến từ Bull. Dịch chuyển bọc đầu, Richard Quan tiến ra. Bull đang sẵn sàng, nhưng rất cuối hay. Cùng đó là sư già Phan Quyết đẩy Bull về, nhưng con rồng đã được reset máu.
những bước di chuyển, và tôi thấy Kia Gia cũng đã đi được nửa bản đồ rồi. Hạt băng lock cũng chính xác. Raven trong tay của Easy Love đang bị chia cắt nha. Anh ta cần phải có một cái đường đi vòng. Slowzy đang chặn hướng đi vòng đó, và Rồng đang được kiểm soát bởi Meliodas tiếp tục quăng ra những cái hạt lăn lóc. Moon đang đứng ở một góc mà ta có thể sử dụng chiêu cuối để đẩy Levi đi cho một tình huống tranh chấp trừng phạt. Họ quyết định quay ngược lại tiếp tục tấn công vào người của Moon. Rồng đang được giữ, vẫn còn dây bò. Rồng sẽ dành cho ai đây? Rồng dành cho Levi. Và Moon đang là mục tiêu mà bên phía của Gam hướng tới, nhưng ta đang đứng ở một góc khá là an toàn. Gam thành công trong tình huống tranh chấp Rồng. Một pha di chuyển xuống cánh dưới đến từ Moon với cú dịch chuyển của mình, và anh ta bị đẩy về bởi sứ giả phán quyết. Và đó là một khoảng thời gian mà Gamisport đã tụ quân đủ 5 người ở đây, mặc dù Kia Gia không có di chuyển nhanh tay đi bộ One. Và lại tiếp tục có đánh nhau. Anh ta bị đẩy vào tường và Levi tốc biến qua, thả toàn bộ những bộ chiêu thức của mình. Richard One bắt buộc cũng phải chạy. Bên phía Kia Gia đang dùng chiêu cuối, nhưng cái chiêu cuối đó thì nó hơi trớ. Lock xoay tử vong được tung ra, nhưng phía bên này Moon, Moon đã ta đẩy chơi khô máu. Mục tiêu được nhắm vào đó chứ là Elio. Phía bên kia thì Levi cũng nằm. Khi sức sát thương của Meliodas là đủ, Kia Gia đang cố gắng giải vòng vây. Và đó là thủy lưu tầm nhìn được trả ngược vào người của Emo. Anh ta tiếp tục bị tấn công, anh ta bị quyền trường mong bị chấm dứt dành cho Slowzy, và gặp tan vỡ hoàn toàn trong pha giao tranh này. Kia là bạn tiếp theo quét sạch dành cho Cerberus Esports. Quét sạch cho Cerberus Esports tưởng chừng như đó là một con rồng miễn phí dành cho đội hình của Gam Esports, khi mà họ đã có một pha xử lý trừng phạt tốt của Levi, nhưng pha đâm sâu vào giữa đội hình của Cerberus Esports trong khu vực rừng của đối phương đã khiến Gam Esports ổn hận. Tại sao họ lại phải cố dướn như vậy khi mà phía bên kia tài nguyên giao tranh của Cerberus Esports còn rất nhiều? Họ chẳng mất gì trong pha giao tranh trước đó cả. Và đó là một lượng tài nguyên rất lớn mà Cerberus Esports đã dùng để khai thác ma hạ gục. Họ có liên tục 5 ma hạ gục của Gam Esports sau khi để mất con rồng nguyên tố thứ hai của bản đấu này. Đồng ý là Elio đã tìm được một góc rất hay khi bắt vào Corki. Tuy nhiên đây là một cái góc mà các bạn có thể nhìn thấy Corki tốc biến qua bên phía bên kia. Vì chắc quan thoát rồi. Và Levi lại dùng tốc biến mình để thoát qua bên phía cái góc sói, và đây là một cái góc chết. Anh ta dính khúc ru đường thẳm và gần như là không thể thoát được. Meliodas là người đầu tiên có mạng và Elio cũng bị bull đẩy qua phía bên kia. Đây là một pha giao tranh xuất sắc của bên phía Cerberus Esports. Họ nhìn thấy sai lầm của Gam Esports và đã tận dụng để trừng phạt đối phương một cách vô cùng nặng nề. Đó là liên tục những hạ gục, trong đó có mạng shutdown rơi vào tay của Slowzy. Và Easy Love, anh ta tích bao nhiêu nội tại từ đầu ván đấu đến bây giờ? Nó chỉ còn lại con số 110 nội tại mà thôi. Easy Love mất luôn cái sổ tiết kiệm rồi. Mất hết rồi. Bây giờ ta đang có cái sổ hộ nghèo ở phía của Cerberus. Quyết định là sau pha tấn công vừa rồi chuyển, họ sẽ ăn sứ giả dịch chuyển vòng sau đến từ Gam Esports. Ôi, đi là thế cộng kim quá đẹp. Sứ giả đã dành cho Cerberus, nhưng phía kia Richard One thoát ra, tay đang bị tấn công, nhưng người ta vẫn chưa nằm xuống. Ngược lại Slowzy đã bị hạ gục và Levi cũng vậy. Meliodas đã cố gắng chạy một cơ mạng tiếp theo. Anh ta tiếp tục nhảy, tiếp tục có được mạng hạ gục, sẽ là triple kill dành cho Emo. Mặc dù khởi đầu đó là một cú sứ giả phán quyết không thành công tới từ vị trí của Elio, nhưng Gam Esports vẫn đang giao tranh thắng, và Poon đang cố gắng dùng cú chiêu cuối của mình nhưng không được, và anh ta cũng sẽ phải nằm xuống mạng quét sạch ngược trở lại dành cho Gam Esports. Cả hai bên đang ăn miếng trả miếng liên tục, và người thành công hơn trong tình huống vừa rồi đó chính là Gam Esports. Khi họ có tất cả những màn hạ gục mà họ cần, họ có cả trụ một khu vực đường giữa, đồng ý sứ giả dành cho Cerberus. Tuy nhiên sứ giả dùng để cụ thể hóa bằng công trình, và Gam đã có nó. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha dịch chuyển bọc sau và thực hiện cú áp chế tốt tới từ Kia Gia và tạo ra khoảng trống lớn để Emo có thể được chơi. Anh ta bắn từ đầu đến cuối giao tranh mà chẳng có bất kỳ một ai bên phía Cerberus Esports có đủ áp lực vào Emo cả. Anh ta nhảy liên tục, và cái chân nào nhảy thì cứ thế mà nhảy thôi. Nhảy rất hay trong tình huống vừa rồi. Một cái thế gọng kìm mà Gam Esports đã đưa ra dành cho Cerberus Esports. Họ nghĩ là họ đang chiếm ưu thế, tuy nhiên phía sau thấy một con Skarner bay tới. Và đó là một cái góc mà bên phía của Cerberus không có đường ra khi cú giam cầm tuyệt đẹp đến từ Kia Gia. Đó là một quyết định giao tranh vô cùng chuẩn xác của bên phía Gam Esports, vì có rất nhiều cú chiêu cuối trong thời gian hồi của Cerberus Esports trong pha giao tranh sứ giả vừa rồi. Họ vừa có một cú quét sạch trước đó và họ có lợi thế về mặt trang bị, nhưng thời gian hồi chiêu các chiêu cuối của Cerberus là quá lâu. Và quyết định giao tranh ngay sau đó đến từ phía Gam Esports đã giúp họ gỡ lại toàn bộ những gì đã mất ở pha giao tranh trước. Và tất cả lượng mạng hạ gục được rơi vào tay của Emo. Thì lúc này anh ta đã có được đao chớp Navori rồi. Nhìn xuống đường dưới thì Easy Love lại mất luôn cả cái sổ hộ nghèo. Nhưng không sao, đây là một game đấu mà Gam có tới hai xạ thủ, và xạ thủ của vùng đường giữa của họ đang cực kỳ xanh với hai đơn vị lớn. Nhưng ngược lại phía bên kia, hai xạ thủ của Cerberus Esports vẫn đang có được cái lượng đồ ổn định. Họ thọt hơn so với Emo. Tuy nhiên đây cũng là một cái ngưỡng trang bị chấp nhận để có thể đánh giao tranh được dành cho Cerberus Esports. Vâng, và lúc này thì Gam Esports còn có thêm một Kia Gia đường trên với 313 cây đầy nữa cơ. Anh ta đang là người farm tốt hơn so với Poon. Anh ta cũng có được lượng trang bị chống chịu lúc này là quá tốt, vì đội hình đối phương là đội hình hai xạ thủ.
nên anh ta ưu tiên rất nhiều về giáp, với một cái khiên thái dương và một cái băng giáp lúc này cũng có được khả năng giúp cho anh ta cù cưa rất tốt cho giao tranh nữa. Thì đây đang là một Skarner rất áp lực vào tuyến sau đội hình bên phía của Spray Sport. Còn Meliodas ván này thì anh ta cũng đã có được 2 mà hạ gục, có thể gọi là giàu hơn đôi chút so với phía bên kia khi mà Levi không có được mạng. Nhưng mà Levi cũng đã kịp can thiệp 5 mà hạ gục ở trong ván đấu này. Nhìn con Skarner tầm này hơi ngấy rồi khi mà hai món trang bị chống chịu đã được có. Nhìn vào cái pha giao tranh trước thì chúng ta thấy rõ ràng là Cerberus Sport hai xạ thủ họ không có góc để bắn. Gamisport họ tấp vào rất nhanh cho nên cái lượng sát thương DPS mà Cerberus gây ra là không nhiều. Con rồng tiếp theo đã được kiểm soát bởi Gamisport. Đây có lẽ sẽ là một quyết định buông bỏ đến từ bên phía của Cerberus Sport mà thôi. Cũng có một cái điểm may mắn cho bên phía của Cerberus là ở tình huống trước đó thì mặc dù họ ra thế thua nhưng mà Pool vẫn tỉnh táo trong việc là quay lại nhắm mắt sứ giả. Và đây là một pha mà họ chấp nhận buông bỏ con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu để hướng tới trụ đường trên. Và thậm chí là Pool vừa có một pha lái sứ giả hút tận vào trụ 2 của Gamisport, nhưng đến đây thôi là dừng được rồi. Con sứ giả hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên nhìn vào dàn trụ ngoài thì đã hai trụ là trụ đường giữa và trụ đường trên đã bị bào bởi Gamisport rồi. Spray Sport họ chỉ mới gỡ được trụ 1 khu vực trên Gamisport mà thôi. Cái lợi thế về mặt kiểm soát tầm nhìn sẽ nằm trong tay của Gam. Và hãy nhìn vào con Tristana trong tay của Imo ở ván thi đấu này với 5 mà hạ gục có được. 18 phút anh ta farm được 200 chỉ số farm. Và đang bắt đầu hình thành một Tristana 3 trang bị. Đây là ngưỡng sức mạnh tốt nhất dành cho Tristana trở đi. Và cùng với một trang bị xuyên giáp ở đầu thứ 3 thì cho phép anh ta bắn cả vào những chống chịu tuyến đầu của đối phương như là Sante, như là Nautilus được. Và chắc chắn là Cerberus Sport sẽ cần phải có những kỹ năng được ưu tiên dành cho anh chàng này của Gamisport. Ví dụ như thủy lôi tầm nhiệt, ví dụ như những pha chơi khô máu mà Pool có thể hướng tới. Đây là một áp lực của một con Poppy cầm huyết trảo và lên cái giáp liệt sĩ. Anh ta di chuyển cực kỳ nhanh. Richard Quang cùng với Meliodas bắt buộc phải lùi về. Họ sẽ nhường lại quyền kiểm soát tầm nhìn dành cho Elio cùng với Gamisport khi họ không biết được thông tin là phía sau có bao nhiêu người. Đây là một phong cách chơi đúng là Elio đã học được sau kỳ MSI vừa rồi. Và cái áp lực mà anh ta có thể tạo ra với những pha ủi e nó sẽ là rất lớn với tốc độ di chuyển là cực kỳ cao của mình. Anh ta không muốn chơi theo cái phong cách chơi mới gần đây của nhiều những hỗ trợ, đó chính là cái dao máu Gormok. Còn phía bên kia thì để xem là cái ngưỡng sức mạnh 2 đồ dành cho Richard Wan cùng với Slow Z thì đã đủ để bên phía của Cerberus Sport tự tin giao tranh với Gamisport hay chưa. Nhưng sẽ có một vấn đề dành cho Elio khi anh ta cầm mưa kiếm và món trang bị anh ta lên là giáp liệt sĩ và cầm điểm huyết trảo chứ không phải là cái khiên vàng như là Tahi cầm dư chấn. Thì những cái pha lao vào đến từ anh ta thì có thể sẽ bị hạ gục rất nhanh chóng. Cho nên Elio cần phải cân nhắc kỹ trong những pha mình tấn công. Và bù lại thì anh ta sẽ có một lượng sát thương sốc rất là lớn để giúp cho các chủ lực bên phía Gamisport hạ gục nhanh một mục tiêu. Và bên phía bên kia thì nhìn vào đội hình hai xạ thủ của Cerberus Sport thì cả hai xạ thủ đều không thanh tẩy. Tức là những cú ủi e của Elio Cerberus đang gần và họ đã bắt thành công vào người của Elio. Anh ta bị tấn công, anh ta bị ru ngủ, đang tốc biến cố gắng chạy. Nhưng tiếp tục đó là hạt lăn lóc và mạng dành cho Meliodas. Nhưng Meliodas đang bị truy đuổi, tốc biến lên thả chiêu cuối đến từ Levi. Và Meliodas cũng phải dùng tốc biến mình để có thể bỏ chạy. Đó là một pha đẩy E của Levi thôi. Nhưng mà nhìn cái lượng sát thương của Combrand không có bao nhiêu trang bị này cũng là tương đối lớn. Do là bên phía Cerberus Sport lúc này họ chưa có nhiều kháng phép. Nhưng vừa rồi là một pha bắt lẻ tốt tới từ bên phía của Cerberus. Và người nằm xuống đó là Elio. Anh ta di chuyển để kiểm soát tầm nhìn với một con Poppy cầm huyết trảo và giáp liệt sĩ của mình. Và khi dính một cú móc mỏ neo của Tahi, anh ta nằm xuống rất nhanh. Con Brand trong tay của Levi vô cùng áp lực. Chỉ là một tình huống sử dụng E mà thôi, sử dụng bùng cháy mà thôi, mà tôi cứ ngỡ như nếu anh ta tung kịp cái bão lửa thì không biết là Slow Z có phải mất tốc biến chung với Meliodas để có thể thoát trong tình huống vừa rồi hay không. Rất nhiều sát thương đến từ Levi với mặt nạ. Lúc này anh ta đã có thêm cả một cái trượng pha lê, tức là có thêm làm chậm nữa. Thì đây là một cái lượng sát thương phụ thêm cho đội hình hai xạ thủ Gamisport rất là nhiều, đặc biệt là phụ thêm dành cho Imo. Với một Tristana mà anh ta đang farm cũng rất cháy máy từ nãy đến bây giờ, vẫn đang tiếp tục duy trì chỉ số farm tốt ở đường cánh mà không chịu nhiều áp lực tới từ Corki hay là Sante mà anh ta phải đối mặt. Và ở tại nhịp rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu này sau một phút nữa thì chắc chắn đây sẽ là một con Tristana 3 trang bị rồi. Đã có nỏ thần Dominic ở món trang bị thứ 3 sau chỉ 21 phút dành cho Imo. Cái điểm chung của hai đội hình này là hai đội hình đều có rất nhiều khống chế. Tuy nhiên Gamisport họ còn hơn một cái nữa, những ngưỡng trang bị như là cái băng giáp và trường Fairy Light đến từ Levi cùng với Kia sẽ cung cấp thêm slow nữa. Sẽ có rất nhiều khoảng trống dành cho Imo cùng với Easy Love để có thể tiếp tục bắn. Và bây giờ đã bắt đầu thấy những cái điểm xấu dành cho Meliodas khi anh ta mất tốc biến. Một con Lilia rất khó vào giao tranh, bắt buộc phải lên những mảnh trang bị nhỏ như là một cái giáp tay Seeker. Phía bên này thì cũng có những cái tốc biến đang trong thời gian hồi, đó là tốc biến của Levi cùng với cái tốc biến của Elio. Nhưng rõ ràng người quan trọng nhất trong đội của Gamisport lúc này phải là Imo.
Quan trọng là anh ta vẫn còn tốc biến để anh ta có thể được xả sát thương trong giao tranh, và lưỡi sát thương này mà anh ta mang ra thì bất kể là Sante hay là Nautilus anh ta cũng đều có thể tấn công được. Mới nói xong thì bây giờ họ đang tấn công vào Bull. Bull bật mở đường để chạy, Bull bị dính mũi chấn động. Trụ đường dưới đã có khi mà một con Tristana ba đồ hoàn thành cả nỏ thần Dominic rồi, chớp Dowry và cả một cái bóng dịch thịt quái. Tại thì đang cố gắng chạy, họ đã sẽ tấn công ra khu vực đường giữa, kia ra đang hội quân để có thể phòng ngự. Và họ sẽ nhanh chóng xóa sổ được lính này mà thôi. Richard Wayne bị làm chậm bởi Levi. Anh ta đang cần phải chạy. Kia có quyết định là tiếp tục tấn công hay không? Tốc biến còn. Elio có mặt. Anh ta đang gồng cú tốc biến võ thuật của mình. Và vẫn chưa tìm được mục tiêu nào cả. Richard Wayne vẫn có thể rút lui về kịp trong pha vừa rồi. Sau khi anh ta nhận một cú cột lửa của Levi có lượng sát thương đốt duy trì theo thời gian là tương đối đáng kể. Nhưng mà Richard có lẽ sẽ cần phải dịch chuyển trở lại. Không, quyết định của bên phía Series Sport tiếp tục bỏ qua thêm một con rồng nguyên tố nữa để farm mà thôi. Họ đánh giá lúc này ngưỡng sức mạnh 3 trang bị lớn của Imo là quá khủng khiếp và họ muốn farm thêm để cũng có được đồ 3 dành cho Slow G và Richard. Không hẳn là một thuyết của Cerberus Esports, họ muốn bỏ pha này, tuy nhiên đó là những cái nhịp tấn công hay tới từ Gam. Họ đẩy Bull về trước, Bull bắt buộc phải về khi lượng máu anh ta rất là thấp và tổ chức tấn công khu vực giữa, sau đó xóa sổ toàn bộ lượng tầm nhìn. Nhưng Cerberus đang có một bước đi vô cùng liều lĩnh, họ tiến thẳng vào để có thể tấn công Baron. Những cú nháy ping đến từ Gam, họ chỉ nháy vào bụi mà thôi. Họ vẫn chưa bị lộ tâm nhìn. Đã bắt đầu có một cái thấu kính lộ rồi, dịch chuyển đến từ Imo. Và bây giờ thì sao đây? Bull đang cố gắng chạy. Chiêu cuối đến từ Slow G. Và Tahi đang bắt vào Easy Love của Imo. Nhất sát thương trả ngược nhiều quá, wow. Đã đập xuống. Imo bắn 3 phát và e nổ. Tahi không còn trên bản đồ nữa. Và sau nhiều mùa thì Easy Love vẫn trở lại là xạ thủ chim mồi mà thôi. Anh ta vừa giơ tấm thân của mình ra để bết chiêu và anh ta bết thành công cái định mệnh vẫy gọi của Slow G. Và người nằm xuống đó là Tahahi. Đây là cú tốc hành vào đến từ Bull. Bull tốc hành, những Baron đã có dành cho Levi. Bull đang cố gắng ngăn cản một điều gì đó. Bull đẩy chơi khô máu dành cho Kiaya. Khúc ru đường thẳm được hai người nhưng phim này Kiaya cũng cực kỳ trâu. Elio cần phải lùi lại. Easy Love đang muốn lên tiếng. Anh ta liên tục phóng rìu vào Richard One của Slow G. Tuy nhiên Bull thấp máu quá rồi. Bull tiếp tục chạy, Tahahi có mặt. Thần khiên tôi vô lần 3 và Kiaya thoát đi. Ảo thật sự với cái chiêu E động đất Isto của con Skarner này. Cuộc chiến giữa hai tanker 2024 và phần còn lại cũng đang có một cuộc chiến rất căng. Đó là những lợi thế dành cho Gam Esports liên tục được họ tạo dựng trong khoảng thời gian vừa qua sau một ý đồ ăn Baron lén thất bại của Cerberus Esports. Họ là những người mất đi Baron. Họ vừa được chứng kiến cái lượng sát thương của Tristana Hado. Tahi bị đâm chậm, mất tốc biến để chạy. Kia tiếp tục tấn công. Anh ta đẩy được một người vào tường, đó chính là Tahi. Tiếp tục là mũi chân động nhưng Elio cũng sẽ phải nằm xuống. Slowzy tiếp tục bắn. Bên phía này hạt lăng có tấn công, tốc biến lên quỳ. Có làm chậm nhưng chưa có chiêu cuối đến từ Meliodas. Phía này Bull chịu sát thương. Tốc biến đẩy một người vào tường, đó Richard Quan. Anh ta bắt buộc phải chạy. Phía này Slowzy tốc biến lên hai gung được Levi. Nhưng Meliodas cùng với Richard Quan thấp máu quá rồi. Bull đang bị gây sát thương bởi Easy Love. Nhưng Imo cũng đang lầu máu bên phía Gam. Liệu có muốn bỏ trong tình huống này không đây? Nhưng Easy Love đang rất tự tin. Anh ta đang muốn xóa sổ hồ nghèo. Chiêu cuối thành công, rút tiền. Có được mà hờ gục của Richard Quan bật lên cái lá chắn. Nhưng Bull đang gõ vào sẽ là double kill dành cho Easy Love. Kia già thực sự rất trâu. Tôi đã tìm ra ứng cử viên để có thể xóa ngôi Kasate rồi. Kia tiếp tục bị gầm. Nhưng đó là mạch shutdown dành cho Slow G. Easy Love đấu bột bột với Slow G. Đó là double kill dành cho Slow G. Một ván đấu cực kỳ cống hiến đến từ cả hai đội tuyển. Và chúng ta đang có một ván đấu mà 13 mạng cho Gam Esports, 14 mạng cho Cerberus Esports sau chỉ 26 phút mà thôi. Ê, biến vào trên tầm nhìn nha. Imo, Imo, cái chân nào nhảy nhảy lên bắn thẳng vào Slow G. Không thể ngăn cản Imo. Không thể ngăn cản đường dưa của Gam Esports nữa rồi khi đây là con Tristana cấp độ 16 mới chỉ nằm xuống một lần và đang cầm ra đó là hai mảnh của vô cực kiếm ở món trang bị thứ tư. Ở chỉ là 26 phút mà thôi. Đây là một đợt sát thương quá lớn mà đường dưa của Gam Esports đang sở hữu ở trong ván đấu này. Và mặc dù là Cerberus Esports vừa rồi họ cũng đã gỡ được khá là nhiều mạng, nhưng họ chung quy lại vẫn đang là những người lỗ hơn. Vì đặc biệt là lúc này thì Easy Love cũng bắt đầu có mạng khi anh ta có được cú double kill, xả được một lượng nội tại cũng là tương đối. Pha này hơi đáng tiếc dành cho Meliodas, đó là chiêu cuối anh ta còn. Đó, anh ta dùng cái khúc ru rừng thẳm của mình để giúp cho Cerberus đào tẩu trong pha ăn lén Baron đó rồi. Nhưng phải có lời khen dành cho Slow G nha. Ở mùa giải này bắt đầu trưởng thành rồi, anh ta có những tình huống thi đấu vô cùng quyết đoán để có thể có những mạng hạ gục. Và tình huống xử lý vừa rồi cũng đủ tinh tế với pha tốc biến Q và thêm một đợt đánh tay với theo Levi trước khi Levi kịp tốc biến đi. Trong khi đó thì Easy Love anh ta vừa có được hai mạng xong thì cũng đã phải lên bảng đếm số với mạng ngược trở lại dành cho Slow G. Nhưng đó cũng là một nỗ lực rất đáng khen dành cho Easy Love để anh ta có thể tìm kiếm thêm cái lượng kinh tế dành cho cá nhân mình trong một ván đấu mà anh ta đã phải bước ra làm chim mồi hơi nhiều.
Nhưng ngay sau khi Slowzy có được cho mình cú double kill cùng với mạng shutdown của Kiaya thì anh ta cũng đã phải nằm xuống với thêm một mạng. Mạng thứ 7 dành cho Imo trong ván đấu này. Và rồng thì họ đang vượt trội hoàn toàn so với Gam Esports, so với Cerebral Esports. Khi mà Gam Esports đang có 3 rồng so với chỉ 1. Và chỉ 1 phút nữa thôi con rồng nguyên tố thứ 5 xuất hiện. Thì nó có thể là linh hồn rồng đất dành cho đội hình có một con Skarner khu vực trên. Pha đó là con Skarner hết mana nha. Chứ nó còn mana thì tôi không biết là Kiaya có nằm xuống và Slowzy có khả năng hạ gục được hay không. Levi đang tiến lên. Ta vô cùng áp lực với chiêu cuối nhưng Levi không có một sau mà ta áp chế được hai người. Lốc xoáy tử vong được tung ra vô cùng nhiều sát thương. Đó là hai mà hạ gục. Imo bị đẩy đi, Imo nhảy đi và đó là Sakwan cũng gục bên phía kia. Bull kích tốc hành nhưng Bull liệu có chạy được không? Elio tốc biến lên đang tìm kiếm vào phía bên kia thì Meliodas đã nằm xuống với sức sát thương và hai xạ thủ Gam Esports đã lên tiếng quét sạch dành cho Gam. Một cú quét sạch vô cùng gọn gàng dành cho đội hình của Gam Esports khi mà họ chẳng mất bất kỳ một ai cả. Và đây có lẽ sẽ là lần đẩy để họ có thể kết thúc luôn ván thi đấu đầu tiên này sau khoảng chừng 28 phút hơn. Và vừa rồi là một góc tiếp cận quá khó chịu tới từ Skarner trong tay của Kiaya. Một ngày thi đấu mà rõ ràng là nhiều siêu sao trong đội hình bên phía của Gam Esports đã lên tiếng. Góc tiếp cận mà đội hình bên phía Cerebral Esports không ai có thể phản kháng lại cú áp chế của Kiaya cả. Và chỉ đơn giản là Imo lao lên cùng với Easylove, họ xả sát thương để quét sạch đối phương và kết thúc ván đấu mà thôi. Chúng ta đã đồn đại rất nhiều về chất tướng lỗi của Skarner nhưng ngày hôm nay mới bắt đầu thấy sức mạnh của nó lên tiếng với màn thể hiện vô cùng hủy diệt của Gam Esports cùng với Kiaya. 1-0 trong trận đấu BO3 giữa Gam Esports và Cerberus. Một ván đấu mà rõ ràng là Imo đã là người tỏa sáng với con bài Tristana khi anh ta bắt đầu được nhường những cái màn hạ gục, khi anh ta bắt đầu có được tiếng nói trong pha đấu tranh. Thì anh ta đã thể hiện khả năng gây sát thương của mình rất là ấn tượng. Kiaya cũng cho thấy được khả năng đánh những vị tướng tanh, đặc biệt là Skarner, một con tướng mới xuất hiện ở khu vực đứng trên. Anh ta cũng rất là thuần thục con bài này. Đi đường tốt.